Vâng, em Sưởng làm xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em. Chúc anh em có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì hôm nay bên em lại chào bán cho anh em một chiếc xe min dọn nguyên bản. Và chiếc xe này thì được bên Sưởng em dọn sẵn với đơn giá 25 triệu cho một chiếc xe như thế này. Và bên nhà em đang hiện tại đang có sẵn chiếc xe này với màu sơn xanh cửu long, màu xanh nguyên bản anh em nhé. Thì hôm nay bên em chào bán cho anh em có nhu cầu lên lấy xe về chạy luôn mà không cần phải đặt hàng thì xin liên hệ với Sưởng em qua số điện thoại 0353 252 351 cũng như Zalo của em để biết thêm thông tin chi tiết về xe nhé. Hôm nay em chào bán cho các bác chiếc xe này với giá 25 triệu quá rẻ, và em sẽ đi chi tiết một vòng chiếc xe này cho anh em để anh em biết chiếc xe này với giá 25 triệu thì anh em được những gì và có những cái gì trên xe. Thì thực ra bên Sưởng em rất ít khi dọn sẵn xe để bán cho anh em, vì bên nhà em đã lên cho đơn đặt hàng cho anh em đã kín lịch rồi, không có thời gian dọn sẵn. Thì hôm nay bên em lại có một chiếc xe dọn sẵn thì để luôn cho anh em nào đang có nhu cầu về chỉ việc chạy luôn nhá, và không cần phải đặt hàng trước 10-15 ngày. Đây em sẽ đi chi tiết một vòng chiếc xe này cho anh em xem. Thứ nhất là phần sơn xi. Sơn xi chiếc xe này được sơn toàn bộ mới, khung sườn là sơn tĩnh điện, vỏ là sơn ô tô anh em nhé. Chiếc này với đơn giá 25 triệu trung bình thì bên nhà em vẫn sơn vỏ sơn ô tô cho anh em, khung sườn sơn tĩnh điện. Xe thì được lắp một chế Mikuni đời mới, máy móc thì bắn cát để mộc, tất cả ốc máy đều bắn cát để mộc hết. Phần Meyer, phần Meyer trước sau đều bắn cát. Xe thì được máy móc làm lại toàn bộ rồi. Điện đóm thì bên nhà em đã lên điện bình IC của Yamaha rồi, anh em chỉ việc chạy thôi nhé. Xe thì mới từ con ốc đến bu lông nha anh em nhé. Đấy, cái phần bô này thì là bô theo xe mạ lại. Đấy, thì nó chỉ được tương đối 70-80% thôi anh em nhé, chứ nó không được như 100% cái bô mới đâu. Thì chiếc này đã lên điện bình IC Yamaha rồi, tất cả đều mới hết. Xe thì chạy công tơ mét hoạt động đầy đủ này anh em nhé. Bộ sâu công tơ mét hoạt động đầy đủ. Xăm lốp thì được bên nhà em thay toàn bộ là xăm lốp mới, đèn đóm xi nhan mới, tất cả mọi thứ đều là mới hết. Yên được thay mới, điện IC Yamaha tay nắm mới. Xe thì đã lên một bát cổ Ford bi vòng rồi anh em nhé. Đây, pha đèn kéo đèn thì được mạ mới hoàn toàn này. Đấy, vành đèn mới tinh, xi nhan mới tinh anh em nhé. Đấy, chiếc này thì tất cả mọi thứ đều là mới 100%, khóa xong mới, chế mới, cần số cần đạp mới, thụt nhồi ti nhật. Chiếc này đã lên một bộ côn 81 sâu côn bi lật rồi anh em nhé. 25 triệu mà anh em vẫn có côn 81 sâu côn bi lật là một chiếc xe quá là ok cho anh em chỉ việc chơi luôn. Em sẽ đi qua phần máy móc điện đóm cho anh em. Thứ nhất là điện này, xi nhan bên tay trái này, xi nhan bên tay phải này, xi nhan phải sau này, xi nhan trái sau này, còi đèn này. Đấy, vâng, đấy là những cái chi tiết điện đóm mà em đã quay qua cho anh em. Và sau đây em sẽ test cái phần máy móc cho anh em nhé. Xe thì đã lên điện bình IC Yamaha rồi, anh em chỉ đẩy chân phát là nổ luôn nhá, không phải nổ phát thứ hai đâu. Đấy, xe đóm này anh em này, máy móc thì pha cốt này. Đấy, xe thì được bên Sưởng em làm máy móc thêm du ra anh em nhá. Tất cả các xe bên nhà em làm đều máy móc đã làm lại toàn bộ, anh em chỉ có về việc chạy thôi. Chiếc này đã lên côn 81 bi lật rồi thì anh em chạy cực kỳ nhẹ luôn, anh em thấy bóp côn này đấy, cực kỳ nhẹ và nảy luôn. Xe lên điện bình IC thì đổi chân phát rồi đó nổ anh em nhé. Đấy, rồi đó nổ. Cực kỳ uy lực anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu thì xin liên hệ với Sưởng làm xe Tuấn Anh có số điện thoại 0353 252 351. Chiếc xe này bên nhà em chào bán với giá 25 triệu. Anh em có nhu cầu đến xem xe trực tiếp hoặc là
Bên nhà em sẽ chuyển xe toàn quốc cho anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của xưởng làm xe Tuấn Anh trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo của xưởng. Bên nhà em lại lên tiếp tục một số xe cho các anh em đang đặt hàng nhé. Anh em có nhu cầu đặt hàng xin liên hệ với em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo của xưởng. Xin chào và hẹn gặp lại.